Thành phố Thanh Hóa vừa khai trương phố đi bộ Phan Chu Trinh và không gian văn hóa Quảng trường Lam Sơn, ghi dấu sự ra đời của tuyến phố đi bộ đầu tiên của tỉnh Thanh Hóa. Phố đi bộ Phan Chu Trinh và không gian văn hóa Quảng trường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, được tổ chức thành nhiều không gian với các chủ đề khác nhau. Tại khu vực Quảng trường Lam Sơn sẽ diễn ra các hoạt động văn hóa, biểu diễn nghệ thuật đường phố. Các tuyến phố xung quanh quảng trường như Lý Nhân Tông, Hồ Xuân Hương sẽ là các không gian nón lá, không gian hội an và không gian sắc màu. Ban tổ chức cũng bố trí những kiosk bán đồ ăn nhanh, đồ uống, đồ lưu niệm phục vụ du khách và người dân địa phương. Phố đi bộ được tổ chức từ thứ hai đến chủ nhật hàng tuần từ 18 giờ đến 22 giờ. Hôm qua ngày 30 tháng 6, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình phối hợp với Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam tổ chức sự kiện chào mừng Ngày Quốc tế Yoga tại tỉnh Hòa Bình năm 2024. Tham dự có Đại sứ quán Ấn Độ, lãnh đạo các sở ngành của tỉnh cùng đông đảo gần 1.000 huấn luyện viên, tình nguyện viên yoga. Chương trình chào mừng Ngày Quốc tế Yoga tại tỉnh Hòa Bình năm 2024 là hoạt động có ý nghĩa to lớn, không chỉ là dịp nhằm hưởng ứng và đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện thể dục thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại, tuyên truyền nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tác dụng của môn yoga đối với sức khỏe, thể lực, tinh thần và phòng chống bệnh tật cho người dân mà còn là dịp nhằm thắt chặt mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam và Ấn Độ, đồng thời quảng bá hình ảnh văn hóa đất nước, con người Hòa Bình nói riêng, Việt Nam nói chung đến bạn bè quốc tế tạo sự kết nối sâu sắc về văn hóa và con người giữa hai nước Việt Nam Ấn Độ. Trong dịp kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình quyết tâm phát triển thành phố Ninh Bình hợp nhất với huyện Hoa Lư hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc trung ương với đặc trưng đô thị di sản thiên niên kỷ vào năm 2035. Trong thời gian tới, tỉnh Ninh Bình nỗ lực xây dựng thành phố Hoa Lư trong tương lai là một đơn vị đi đầu có giá trị thương hiệu cao về du lịch, công nghiệp văn hóa, kinh tế di sản của cả nước và khu vực. Phát huy sức mạnh mềm trong hội nhập quốc tế, bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên, thích ứng với biến đổi khí hậu, đô thị đi đầu đưa phát thải khí nhà kính về mức 0 ở Việt Nam. Đây sẽ là nền tảng quan trọng vững chắc để khi thành phố Ninh Bình hợp nhất với huyện Hoa Lư trở thành thành phố Hoa Lư là đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh và là hạt nhân để xây dựng tỉnh Ninh Bình đến năm 2030 cơ bản đạt các tiêu chí và đến năm 2035 trở thành thành phố trực thuộc trung ương, với đặc trưng đô thị di sản thiên niên kỷ, thành phố sáng tạo theo đúng quy hoạch của tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.